Chào mừng anh chị em đã quay lại kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu đến anh em một bộ combo mang thương hiệu Peeler và có model là SA và TX8800 anh em nhé. Em này bên em vừa mới cập bến trong ngày hôm qua, trong tình trạng máy đẹp xuất sắc anh em nhé. Đây là một em âm ly 8800 trơn anh em nhé, giá rất là hợp lý. Cách đây khoảng 4 hôm thì em có đăng một em 8800 cũng đẹp cực kỳ luôn và đã bán cho một anh trai ở bên Gia Lâm Hà Nội. Hôm nay em tiếp tục cập bến một cặp combo và giới thiệu đến cho anh em. Đây là mặt trước của em tuner, anh em nhìn nhé, máy rất đẹp, không có một vết xước trước mặt anh em ạ. Giá của bộ combo này thì rất là hợp lý thôi. Em đang bán với giá là 5 triệu anh em nhé. Anh chị em nào quan tâm đến cả bộ thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0981 956 486 giúp em. Máy rất đẹp, còn các cái tính năng của âm ly thì với em 8800 này thì trên kênh của em đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Em này kết nối được 6 cổng đầu vào, 4 đường trong cái tổ hợp condition và 2 đường trong cái tổ hợp tép này. Đấy, tính năng low lớt này, tone này, đầy đủ. Rồi 2 cổng loa AB đều được. Đấy, tuner thì em này đã được bên em cho kỹ thuật nâng cấp lên full đủ 108 cho anh em nhé, FM 108 nhé. Nguyên bản của FM của Peeler thì đại đa số là chỉ đến 90 thôi ạ. Về Việt Nam thì bắt buộc là phải mở rộng dài lên đến 108 để cho anh em chơi đủ các cái kênh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn hình thức cũng như là đèn vu rất là đẹp, lúm đấy ạ, anh em nhìn thấy không ạ, rất là đẹp. Giá của sản phẩm này là 5 triệu anh em nhé. Anh chị em nào quan tâm thì nhanh tay đặt hàng giúp em. Bên em chỉ có một bộ duy nhất này thôi. Hình thức lóc trên này rất là đẹp. Anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ đặt hàng giúp em theo số điện thoại mà em đã ghi trên bài. Còn các bác nào ở khu vực Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shop của em tại số 8 ngách 26 ngõ Trần Cao Vân, Trần Cao Vân, Hà Nội để xem hàng. Anh chị em đang xem video thì vui lòng cho em xin một lượt like cũng như là một vài lượt chia sẻ đến với các anh chị em bạn bè của mình biết đến kênh của Hoàng Nam Audio. Còn những ai mà chưa đăng ký kênh của Hoàng Nam Audio thì hãy nhấn vào đăng ký kênh màu đỏ để được cập nhật các cái sản phẩm mới nhất bên Hoàng Nam Audio đẩy lên hàng ngày để giới thiệu đến các anh chị em ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn rất là nhiều các anh chị em đã theo dõi video của Hoàng Nam Audio. Anh chị em nhanh tay đặt hàng theo số điện thoại 0981 956 486 ạ. Em xin chân thành cảm ơn.